Quý vị và các bạn thân mến, vòng tranh đấu 1 của chúng ta mang tên là bong bóng thần kỳ. Ở đây ai thích bong bóng giơ tay? Dạ con. Luật chơi rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có hai cái chồng ly giấy ở đây. Chúng ta sẽ có 3 lượt thi đấu đối kháng cùng với nhau. 1 phút bắt đầu, các bạn sẽ phải dùng cái bong bóng này thổi nó lên. Làm sao để di chuyển được cái ly đó qua bên này? Di chuyển làm sao có cái chồng ly thật là cao, không được để rải rác mà phải chồng lên. Hy vọng rằng là mỗi đội sẽ có nhiều điểm số thật là cao trong vòng này. Nếu như chiến thắng sẽ được 20 điểm mỗi lượt, 60 điểm tối đa nếu như mình thắng luôn cả 3 lượt. Lưu ý nhỏ, khi mà chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ này mà cái chồng ly của mình bị đổ xuống đất thì mình phải bắt đầu lại. Hãy cẩn thận nhé. Rồi, đội rối, thành viên đầu tiên là Megan Sara. Dạ đúng rồi. Phan Sara. Ủa, chưa bàn luận gì luôn. Em nào, đi. Đội người lạ Chami, chắc chắn rồi, xin mời. 1 phút dành cho Chami và Hansara, bắt đầu. Cố lên em ơi. Thổi bự lên. Bên bự lên. Về cái hơi nhiều lắm. Hay quá em ơi. Đúng rồi. Hay. Quá bạch, chưa tính. Đây là phạm vi nào, qua đây tí nào. Lấy bồ ơi, nó mạnh lên. 1, 2, 3, lên. Từ từ, đẩy qua, được rồi. Hay quá em ơi, đó tuyệt vời. Đẩy qua để nó dướng cái này là thua nè. Hay quá vậy ta. Còn 25 giây, cố lên. Đúng rồi. Đội em chơi thấy anh ấy đồng đội không? Vừa chơi vừa nắm tóc bạn. Thì giống như đi gánh bạn, nó nắm đầu hỗ trợ bạn. Thật cảm giác bạo lực học đường quá à. Em bảo vệ bạn. Ê, cái này càng chậm là càng lớn được á. 2, 1 và hết thời gian. Hay quá Chami ơi. Tiếp ơi. Bên đây được 4 ly và bên đây được 2, 4, 6 ly. Chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho đội người lạ. Lẽ ra là con được như đây ly nè, nhưng mà con bị rớt cái này rồi. Con biết rồi. Cho nên mình thua đâu. Con biết rồi. Có chương trình nào á mà chú dẫn là con thua. Con đi ra đi. Lượt 2 là Tùng Maru và anh Tim. Xin mời anh. Cho hộ cái bóng tay cái này. Dạ rồi. 1 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Cố lên. Bình tĩnh rồi. Từ từ thôi, bình tĩnh. Đúng rồi Tùng ơi. Dính hai tay luôn. Cách chơi của em bình tĩnh. Đúng rồi. Để quả bóng sâu vào một tí nữa thì nó không bị đổ. Cố lên. Hiện tại trời là ơi, Tim ơi, sao bạn giỏi dữ vậy Tim? Nhanh lên con. Không đừng ngã không được dùng tay. Di chuyển nó vô. Đúng rồi, chính xác. Rồi, ok. Cố lên Tùng ơi. Hay quá Tim ơi. Chính xác. Chậm ơi, bình tĩnh. 3 giây. Cố lên. Hết giờ. Trời, sao bên kia giỏi như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, có thể nhận thấy một điều rất là tuyệt vời. Tùng Maru không biết là với kỳ tích siêu nhiên nào mà Tùng Maru đã ghi về một cái chồng rất là cao. Nhưng đây là chồng giả thôi. Đội chiến thắng tiếp tục, chúc mừng anh Tim. 20 điểm. Cố lên nha, còn bạn á. Là đội tin tưởng anh. Thực sự là em thắc mắc một điều là em nhớ là ca sĩ người ta thường luyện thanh này nọ hơi rất là mạnh. Chính xác. Mà em không hiểu tại em sao Tim em đói quá. Hai bạn ca sĩ thổi sao mà. Nhưng mà em biết sao, diễn viên á, sự nén hơi chắc hơn. Cái sự gào thét á, trong cái tâm lý của mình đâu. Ông gào là thử hả? Bị nén hơi. Nén hơi quá đó. Em nén vô. Lát tới thì em mới bung ra. Anh ơi, bên này ớ dư quá, anh ráng nha. Bây giờ bên anh thắng 2 lần rồi, bây giờ anh thắng nữa nó có kỳ lắm không? Được, không có kỳ. Em mà thắng anh tí anh về, anh quýnh em luôn. Làm sao tâm lý đâu mà em chơi nữa. Mà bây giờ lượt cuối cùng, 1 phút bắt đầu. Cố lên. Được rồi đó. Đúng rồi quý ơi. Nhanh hơn rồi đó bạn ơi, giữ vậy đi. Cố lên nha. Phải rồi, không được, làm lại. Bình tĩnh. Cố lên. Thôi tập trung. Đúng rồi. Cuộc sống mà, không phải là vi cáo mà làm gì làm đâu. 4 cái đâu mà bên kia là 5 cái kìa. Đó, mình phải chứng minh cho đàn em mình biết là mình hỏi giỏi chứ. Hỏi đi. Tập trung anh ơi, kệ. Tập trung, cứ làm đi. Ông mắc cười dữ lắm rồi. Đang thắng rồi, cố lên. 3. Cố lên, đang thắng rồi. 2, 1. Hết giờ. Dừng lại đi, đừng có thổi nữa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Chúc mừng. Anh nhớ em phải gỡ lại cái danh dự cho gương mặt đó em chứ. Anh cố tình nhường bên kia đúng không? Kiểu mình thắng nhiều quá mình cũng kiểu ngại ấy. Không, anh thua thiệt. Vòng tranh đấu 1 trải qua rất là hấp dẫn. Và điểm số hai đội như sau: 20 điểm là điểm của đội Rối, và tạm thời đã dẫn đầu 40 điểm là điểm của đội Người Lạ.